Ôi, chào mọi người, đây là đàn con của Sunday và Timber. Bố đây. Mẹ đây. Và con đây. Tai nạn hy hữu ở trong cái việc cho chó sinh sản này, nó tạo ra một cái kết quả cũng rất là khá giữa con cái cút đồ với con đực chua lông dài, cho con ra rất kháu. Xem video nhé, các bé mà dễ thương thì share video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.